hoàn cảnh nhà cô khổ dữ dằn lắm. Tôi bệnh rồi ông xã tôi á, ông bị tai nạn rồi giờ ông nằm có chỗ một chấn thương nhỏ não rồi cái dây chú bảy gì giờ ông thần kinh. Cũng như gánh nặng này thì con phụ mẹ thôi, mẹ giờ mẹ cũng thành thật, mẹ cảm ơn con nhiều lắm. Mình mẹ mẹ gánh của ông nội mà có con vô ông giúp giùm mẹ thì mẹ mừng ơn dữ lắm, chứ giờ mẹ không biết nói gì trơn trời. Năm ngoái em có mở một cái khói u ở dưới ngay cái vòng kính đó. Nó to lắm, từ ngày nó phì ra. Tương lai thì em không biết.